Anh em có biết trong chiến đội mạo hiểm này, họ tên của Bokken Red lấy cảm hứng từ một vĩ nhân có thật từng đi phượt tại Việt Nam? Diễn viên đóng Bokken Ping đã bị chính fan của series ném đá. Họ có muốn biết chỉ số sức mạnh thật sự của các Gogo Vikuru hay không? Ví dụ như Blue Nakuru có thể thổi bay địch thủ ở vận tốc 288 km/h. Nào, hãy cùng Messine tôi khám phá 50 sự thật thú vị độc lạ hiếm ai nhắc về Gogo Sentai Bokkencher. Và quan trọng nhất, nó đảm bảo đúng 100%. Giờ thì cầm la bàn lên, mở bản đồ ra, nhấn nút đăng ký kênh rồi khám phá nhá. Let's go! Một, Gogo Sentai Bokkencher là series sở hữu nhiều điểm đặc biệt, như việc có nhiều bảo vật quý hiếm lấy cảm hứng từ thần thoại hoặc chiến đội phải đối đầu cùng lúc với nhiều loại kẻ thù. Dẫu vậy, những sự thật tôi sắp nêu ra đây còn thú vị hơn nữa. Cụm Gogo là từ trạng thanh miêu tả tiếng rầm rầm xình xịch của phương tiện di chuyển. Ở đây ta có tổng cộng 6 chữ xe trong từ Gogo, tương ứng với số thành viên Bokkencher và concept xe của chiến đội này. 2. Theo biên kịch Aikawa Show, ban đầu producer Hikasa Jun muốn Bokkencher chia hai team như Hurricanechers với Go Riders. Tuy nhiên họ sẽ cần nhiều thời gian hơn để nhóm hòa hợp và về chung một đội, nên cuối cùng thiết lập Bokkencher gồm 3 người đã có sẵn kinh nghiệm cùng hai tân binh. 3. Họ tên của Akashi Satoru lấy cảm hứng từ Akashi Motochiro. Ông là nam tước phục vụ lục quân đế quốc Nhật Bản và là chuyên gia thu thập thông tin bằng cách đi du lịch khắp nơi, kể cả Việt Nam ta thời xưa. 4. Trang phục Bokkencher giúp người mặc hấp thụ 85% lực tác động lên cơ thể, đồng thời nâng tốc độ, lực đấm từ cánh tay, lực bật nhảy và sức đá của đôi chân lên gấp 20 lần bình thường. Nhược điểm là suy này sẽ tạo ra áp lực khủng khiếp lên chúng ta, nên chỉ có những thành viên đã qua đào tạo và có đủ sức khỏe thì mới có khả năng sử dụng được. 5. Vũ khí Saibai Basta có thể bắn ra 15 viên đạn năng lượng mỗi giây. 6. Ta biết Duaru Kurasa có công suất đầu ra rất khủng nên tạo độ giật quá lớn trong tay Bokkencher. Nguyên nhân là do món đồ này có sức mạnh gấp 10 lần Saibai Basta. 7. Vũ khí Saga Sunaipa sẽ bắn tận 30 phát đạn mỗi giây và đủ lực để xuyên thủng qua một tấm sắt dày 45cm. 8. Inumasumi có nguyên mẫu là Ino Tadataka, vĩ nhân đầu tiên vẽ được bản đồ toàn Nhật Bản một cách chính xác nhất. Ông bắt đầu công việc năm 55 tuổi và đi bộ khắp đất nước liên tục 17 năm để vẽ map. 9. Gogo Sentai Bokkencher là series Super Sentai đầu tiên áp dụng tỷ lệ khung hình 16:9. 10. Trong 4 hạng mục chỉ số cơ bản của 6 thành viên, Red là người đấm mạnh nhất với lực 1,7 tấn, Silver thì sở hữu lực đá 5,6 tấn, Blue nhảy cao nhất với mức 15m và với tốc độ 100m trên 5,1 giây, Black là người chạy nhanh nhất trong team. 11. Tổ chức SGS là tên viết tắt của cụm từ tìm kiếm bảo tồn thừa kế và bản thân cụm SGS tương ứng với cách đọc động từ tìm kiếm trong tiếng Nhật, đó là Sagasu. 12. Khi vua tạo hóa Ruon đội chiếc mũ này, hắn có thể hồi sinh, tái tạo hoàn hảo dù bị tổn thương hay bị phá hủy 85% cơ thể. Kỹ năng mà món Puresasu ấy ban cho được gọi là Tà Long chuyển sinh. 13. Phần họ của Mogami Sota có nguồn gốc từ Mogami Tokunai. Ông là một samurai, nhà địa lý kiêm nhà thám hiểm đã khám phá và lập bản đồ cho một số vùng đất tại Nhật. 14. Diễn viên DAI Masayuki aka Bokken Silver từng lọt vào vòng casting cuối cùng cho vai Abaret và Dekaret. 15. Kể từ Gao Ranger đến Machi Ranger, các Sensei đỏ đều mang phong thái nhiệt huyết, nóng nảy và sẵn sàng tiên phong cho mọi công việc. Toei muốn thay đổi điều đó nên cho Bokken Red thật điềm đạm. Hikasa Chun biết hình ảnh năng động sẽ hợp gu khán giả hơn, nhưng cả ông và diễn viên Takahashi Misoomi biết nếu theo lối cũ thì Bokken Red sẽ rất mờ nhạt, đồng thời họ cũng muốn một Sensei đỏ trưởng thành, nghiêm túc trở lại trên màn ảnh. 16. Khi sử dụng tấm vải cầu vồng, cô nàng này sẽ chuyển sang form Super Shizuka và mọi khả năng chỉ số sức mạnh của Shizuka sẽ tăng gấp 10 lần thông thường. 17. Một cú bổ búa từ Rachia Ruhanma sẽ khiến đối thủ chịu một lực ít nhất là 2 tấn. 18. Buro Nakuru của Bokken Blue có thể tạo ra cơn gió lốc với vận tốc tối đa 80m/giây nhằm thổi bay kẻ thù. 19. Hamerun Nofue là một bảo bối thu hút bất kỳ ai nghe được giai điệu từ nó và cũng có thể tẩy não họ bằng âm nhạc. Ý tưởng này xuất phát từ truyền thuyết Chàng Thổi Tiêu xứ Hemolin. Vào thời Trung Cổ, một người làng đã quỵt tiền đuổi lũ chuột của anh ta nên anh ta đã dùng sáo ma thuật dẫn đi hết con cái của họ như một sự trừng phạt. 20. Họ Miyami của Natsuki mượn nhẹ từ Mamiya Rinzo, một nhà thám hiểm thời Edo nổi tiếng với việc khám phá ra hòn đảo Sakhalin và lập ra bản đồ nhiều vùng ở Đông Bắc Á. 21. Ban đầu, Toei đặt mục tiêu doanh thu đồ chơi là 10 tỷ yên, nên dù kết quả ít hơn tận 7 tỷ so với Machi Rancher, thì họ vẫn coi như Bokkencher đạt KPI rồi. 22. Hầm chứa phương tiện di chuyển của SGS được xây dựng 200m dưới lòng đất và có một khu riêng biệt để các Gogo Vikuru đậu, chưa hết thời gian để hệ thống thang máy từ đấy lên mặt đất là 10 giây. 23.
Mikami Masashi từng nằm trong top ứng cử viên cho vai Kamen Rider Faizu và nhiều dự án khác. Việc thất bại liên tục khiến anh nản chí và Masashi đã nghĩ lần casting Boken-cher sẽ là lần cuối nếu vẫn rớt vai. 24. Nguyên dãy katakana cho chữ Boken này nghĩa là phiêu lưu, nên các chiến binh được gọi là mạo hiểm gia. 25. Khi dùng Gokou Kuren để phóng ra Kaidahuku, nó có thể nâng vật nặng tới 3.000 tấn ở phần đầu dây. 26. Gokou Faiza đóng vai trò như một chiếc xe cứu hỏa, thế nên hai vòi phun áp suất cao của nó có thể xả tới 2.000 lít nước mỗi giây. Nhưng nếu trở thành một phần của Siren Biruda thì xả tận 4.000 lít nước mỗi giây. 27. Producer Hikasa Chun khẳng định ông tự tin vào chất lượng cốt truyện, kịch bản của Boken-cher, nên thay vì cho các chiến đội quá khứ tham gia vào mấy tập phim thì ông chỉ tạo một mục giới thiệu và tri ân họ mà thôi. 28. Nishihori Sakura đại diện cho Nishibori Eizaburo, một nhà khoa học leo núi và nghiên cứu công nghệ Nhật Bản. 29. Do có kinh nghiệm chơi bóng bầu dục, Mitsuomi khẳng định mình không hề sợ nguy hiểm khi diễn các cảnh cháy nổ hoặc nhảy trên cao xuống. Anh thường cố gắng mảng đó để bù đắp cho việc mình mắc nhiều lỗi lúc quay vì thiếu kinh nghiệm diễn xuất. 30. Macho có tạo hình phần mặt và các chi tiết khác dựa trên Mimizuko Dogu, một loại tượng đất sét nung khác mặt loài cú có sừng. 31. Mũi khoan của Gogo Doriru có thể quay với tốc độ 300 vòng mỗi giây, và nếu dùng cho Daiboken Doriru thì cánh tay khoan này lại đạt tốc độ tận 600 vòng quay mỗi giây. 32. Vào thời điểm ra mắt, Boken-cher là chiến đội sở hữu nhiều mecha đơn lẻ nhất với tổng số 18 chiếc. Riêng số thứ tự 19 Gogo Boicha và 20 Gogo Torera thì là sự kết hợp giữa các phương tiện khác rồi. 33. Tạo hình cho những quái vật phản diện cho Boken-cher đều trên trực tiếp tới những Gatai của những chế độ xưa. Ví dụ nhá, Gacha có ngoại hình dựa trên Oburoka trong chế độ siêu lực Oranger. Ruan lấy cảm hứng từ Dai Chuchin bên chế độ khủng long Churanger. Hoặc Damino Aiba lại là Muteki Shogun thuộc chế độ nhẫn giả Kakuranger. 34. Hình tượng và ý nghĩa tên gọi của Takaoka Echi xuất phát từ Takaoka Shino. Sau khi bị phế bỏ ngôi vị thái tử, ông bắt đầu con đường tu hành và từng thực hiện một chuyến phượt sang Trung Quốc thời nhà Đường. 35. Phần tên mỗi thành viên đều gợi ý về sắc màu đại diện của họ như chữ Akatsuki nghĩa là bình minh màu đỏ, tương ứng với Boken Red. Chữ Sumi nghĩa là mực viết màu đen, tức là Boken Black. Chữ này ám chỉ màu xanh thẫm của Boken Blue. Phần tên của Sakura nghĩa là hoa đào với sắc hồng dịu mắt. Tên Echi thì đồng âm với nguyên tố bạc, tương ứng với màu sắc của Boken Silver. Rồi Natsuki lại mang nghĩa là hoa với mặt trăng, những thứ thường có màu vàng. 36. Kaburesasu có Hazardo Reberu, tức là mức độ nguy hiểm cao nhất khi đã rơi vào tay kẻ xấu, là 3 món sau. Lưu ý tôi chỉ tính những món đã được đo thôi nhá. 37. Khi tấn công hay khai quật cổ vật, Baketo Tsukuba có thể gắp lấy và nâng vật thể nặng khoảng 500kg. 38. Cây Hydro Suta của Bokenping có thể bắn dòng nước với áp suất 90 lít mỗi giây. 39. Quê hương của Mamiya Natsuki vốn là nền văn minh cổ đại Lemuria. Đây không phải là một cái tên độc quyền của series, mà nó lấy cảm hứng trực tiếp từ Lemuria hoặc Limuria, một lục địa do nhà động vật học Philip Sclater đề xuất năm 1986. Ông đã giả thuyết rằng nó đã chìm dưới lòng Ấn Độ Dương và nhiều người đồn rằng đó là nơi của chủng tộc tổ tiên loài người. 40. Arutimeto Daiboken là Gatai đầu tiên trong lịch sử Super Sentai, là sản phẩm kết hợp của 10 cỗ máy. Đồng thời, chiêu Arutimeto Burasuta của nó nóng đến 5.000 độ C. 41. Cây tích trượng của Takaoka Echi có hai số 6 đối diện nhau, ám chỉ anh là thành viên thứ 6 của chiến đội. 42. Căn cứ SGS được quay tại Earth Plaza thuộc thành phố Yokohama, tỉnh Kanagawa. 43. Khi đóng Midori Iwamoto, một nữ sinh học đường chuyên bắt nạt người khác, thì diễn viên Suenaka Haruka đã nhận được phản ứng giận dữ từ những người mê Boken-cher. Haruka khẳng định cô không muốn làm xấu mặt Boken-cher, nhưng cô cũng tự hào vì bản thân có thể phát triển sự nghiệp tới mức này và cô luôn cảm thấy tích cực về nó. 44. Trong số tổng 20 phương tiện, Gokou Chato cùng Gokou Fighter có tốc độ di chuyển nhanh nhất là 6.174 km/h. Còn về công suất thì Gogo Torera đứng trên đỉnh xã hội với tận 40 triệu mã lực. 45. Siêu actor Hachisuka Yuichi khen ngợi Nakamura Chise lồng tiếng và ứng khẩu rất tốt cho nhân vật Boken-cher. 46. Diễn viên Suenaga Haruka nhận xét bản thân và nhân vật Nishihori Sakura giống nhau ở nhiều điểm, chẳng hạn phải thể hiện mình thật mạnh mẽ ở những tình huống cần thiết. 47. Chàng trai Saito Yasuka bảo một năm làm việc cho Boken-cher giúp anh tự tin hơn rất nhiều. Yasuka nói anh thật mừng vì đã tận hưởng hết mình quá trình quay phim và không còn điều gì hối tiếc nữa. 48. Trang phục của Shizuka lấy cảm hứng từ bộ đồng phục của các nữ nhân viên văn phòng Nhật Bản, và chiếc mũ chụp đầu này vốn là dựa trên chiếc mũ bảo hiểm mà Peggy Matsudama aka Momoranger hải đội. 49. Thông thường mỗi tập phim sẽ tập trung vào một thành viên, nếu Boken-cher nào là nhân vật chính của tập đó thì họ sẽ là người mở đầu cho chương trình giới thiệu các chế đội ngày xưa. 50. Vì có thiết kế dựa trên ý tưởng rằng sự sống và các hợp chất vô cơ hòa làm một, nên các chiến binh rồng Chariu có phần giáp và da thịt hòa lẫn vào nhau,
trông như một khối chứ không tách biệt rõ ràng. Vậy là chúng ta vừa khám phá xong 50 sự thật hấp dẫn về Bowcatcher rồi, không biết tôi còn nhớ thiếu cái nào không nhờ? Nếu có thì anh em mau mau bình luận chỉ giáo nhờ. Đồng thời, nhớ gợi ý các chủ đề mới mà mọi người thích, Messi tôi sẽ sớm làm về chúng đấy. Xin chào và hẹn sớm gặp lại. Bye bye!